chức làm không được nhiều tiền, mà hàng quản lý nó còn trừ tiền nữa. Bởi vậy mất dạy. Làm gì không lo làm việc, tối ngày đứng tụm năm tụm ba tụm bảy là làm gì, tranh thu tháng này cũng thấp hơn tháng rồi nữa. Coi là không được thì hai đứa nghỉ luôn đi. Hai chị em mình đi làm gái đi. Dì ơn. Thân phong ở đâu, mỹ tục ở đâu mà đòi đi làm gái? Địa chỉ ở đâu? Cho anh xin. Cho anh xin. Cho em đi với sếp. Cho em đi với sếp. Yeah, boy.